Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vùng Emmy, sẽ có một số hoa giấy gồm có tiểu Ấn Độ, Red Pizza và Red ghép nhiều màu quý cô chú anh chị em. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi chào mấy. Dạ, em chào anh Thái, mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp giò Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo của em là 0907 426 576. Thì rất mong clip hôm nay cũng được sự ủng hộ quý cô chú anh chị. Em vô mã đầu tiên, cây số 1 là cây tiểu Ấn Độ ha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp luôn. Đang sổ hoa. Tán ngang cây này em đo là 54. Chiều cao là 58. Một rễ lắc lượng của anh chị em. Hoành em đo đây là hoành 11, mã số 1 cây tiểu Ấn Độ này em xin giao luôn giá là 240.000. 240.000 cho cây tiểu Ấn Độ. Em đã bao gồm phí ship cho mình luôn rồi ha. Về mình chơi bonsai được ha cô chú anh chị. Tiếp theo là mình mã số 2, tiếp tục là cây tiểu Ấn Độ mà ghép gốc với ta ha cô chú anh chị. Cây đang xe búp của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 54. Chiều cao là 1m. Hoành em đo vị trí này là hoành 15 ha. Mã số 2 này em cũng xin giao luôn giá là 250.000. 250.000 cho mã số 2. Tiếp theo lên mình mã số 3, một cây tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 63. Chiều cao là 87. Hoành là hoành 10. Mã số 3 cây tím bướm này em xin giao luôn giá là 240.000. 240.000 cho mã số 3 cây tím bướm. Thêm lên mình mã số 5, một cây ghép nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 50. Chiều cao là 1m03. Hoành là hoành 13. Mã số 5 cây ghép nhiều màu này em xin giao luôn giá là 350.000. Gồm có trắng tuyết, tím lửa, cam lửa, hồng gân, tím bướm, kim cương. Rất là nhiều màu luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã số 5. Một cây Red Pizza để nơm của anh chị em. Xin lỗi em lên cây số 6 ha quý cô chú anh chị. Cây số 6. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 15. Mã số 6 cây Red Pizza này em xin giao lưu với mức giá là 360.000. 360.000 cho mã số 6 cây Red Pizza. Thêm lên mình mã số 7, tiếp tục là một cây tiểu Ấn Độ gốc ta. Hoa rất đậm quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 52. Chiều cao là 97. Hoành em đo là hoành 15. Mã số 7 này em cũng xin giao lưu với mức giá là 270.000. 270.000 cho mã số 7. Tiếp thêm lên mình mã số 8. Tiếp tục là cây ghép nhiều màu anh chị em, gồm có trắng Malai, tiểu Ấn Độ và hồng gân. Tán ngang cây này em đo là 55. Chiều cao là 80. Một rễ. Hoành là hoành 15. Mã số 8 này em xin giao lưu mức giá là 280.000. 280.000 cho mã số 8. Thêm lên mình mã số 9 là một cây Sakura. Phất hồng Sakura quý anh chị em, hoa rất đẹp luôn. Tán ngang cây này em đo là 59. Chiều cao là 56. Hoành là hoành 12. Mã số 9 này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 9. Tiếp thêm lên mình mã số 10. Gồm có tím tuyết, hồng tuyết, tím pháp. Tán ngang cây này em đo là 63. Chiều cao là 85. Hoành là hoành 15. Mã số 10 này em xin giao luôn giá là 350.000. 350.000 cho mã số 10. Tiếp thêm lên mình mã 11 là một cây tím lửa. Tím lửa màu cà quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 45. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 14. Mã số 11 này em xin giao lưu với mức giá là 330.000. 330.000 mã số 11. Dòng này cực kỳ sai hoa và lá bóng rất đẹp quý anh chị em. Tiếp thêm lên mình mã 12 là một cây trắng tiết.
một màu trắng tinh khiết ha, màu cốt thân lắc. Tán ngang cây này em đo là 39, chiều cao là 79, hoành là hoành 12, mã 12 này em cũng xin cho luôn với giá là 250.000, 250.000 cho mã 12, một cây trắng tiết. Tiếp theo đây mình mã 13, một cây tím tiết, lá xanh. Siêu bông luôn chị em. Tán ngang cây này em đo là 64, chiều cao là 66, hoành là hoành 13, mã 13 này em xin cho luôn giá là 250.000, 250.000 cho mã 13. Tiếp theo đây mình mã 14 là một cây ghép nhiều màu, gồm có hồng tiết và trắng tiết, tím tiết, ba màu siêu bông quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 93, hoành là hoành 13, mã 14 này em xin giao lưu với mức giá là 280.000, 280.000 cho mã 14. Tiếp theo đây mình mã 15, cây tiểu Ấn Độ anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 64, hoành là hoành 13, mã 15 này em cũng xin giao luôn mức giá là 250.000, 250.000 cho mã 15. Cây này ba màu anh chị em, gồm có tiểu Ấn Độ ha, Golden Sunshine nè, và cái lá này là Alisa đổi màu nữa nè, ba màu chưa lên bông. Thêm lên mình mã 16, một cây ghép nhiều màu siêu bông, một rễ tím tiết, trắng tiết, red pizza, hồng tiết. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 87, cây sổ kẹo nụ quá, hoành là hoành 14, cây nào thì nó bị lát ngay chỗ này ha quý cô chú anh chị, bị táp nắng à, cái dạ. Lưng nữa quý anh chị em, nhưng mà quá đá rồi. Mã 16 này em xin cho luôn giá là 250.000. Tiếp theo lên mình mã 17, một màu tím pháp quý anh chị em, dòng này cánh hoa nó rất là to. Tán ngang cây này em đo là 40, chiều cao là 70, hoành là hoành 13, mã 17 này em xin giao luôn giá là 250.000, 250.000 cho mã 17. Tiếp thêm lên mình mã 18, gồm có hồng lửa, red pizza, tím pháp, tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 79, hoành là hoành 14, mã 18 này em cũng xin giao luôn mức giá là 250.000, 250.000 cho mã 18. Tiếp thêm lên mình mã 19, một cây phụng hoàng lửa mini siêu bông của anh chị em, đặc biệt cái bồ đế như con bạch tuộc. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 40, hoành em đo đây là hoành 16, mã 19 này em cũng xin giao luôn mức giá là 220.000. Tất cả đơn hàng đã bao phí ship hết cho mình rồi ha quý cô chú anh chị. Thêm lên mình mã 20, gồm có cam lửa, tím bướm và trắng tiết quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 70, hoành là hoành 15, mã 20 này em cũng xin giao luôn mức giá là 280.000, 280.000 cho mã 20. Thêm lên mình mã 21, gồm có hồng thái, cam thái, vàng thái. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 67, ba màu của anh chị em, hoành là hoành 16, mã 21 này em xin giao luôn mức giá là 260.000, 260.000 cho mã 21. Mô Phật. Tiếp thêm lên mình mã 22, red pizza, cam lửa, tím bướm, trắng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 1m03, hoành là hoành 13, mã 22 này em cũng xin giao lưu với mức giá là 380.000. Cây này cái gốc nó hơi chì chày chứ không sao ha cô chú anh chị. Nói chung là nó bị va chạm khi mà khai thác phôi quý anh chị em, trầy nhẹ. Tiếp thêm lên mình mã 23,
một cây ghép nhiều màu quý anh chị em, tím pháp, red visa, cam lửa, hồng tuyết, kim cương. Tán ngang cây này em đo là 67, chiều cao là 1m02, hoành là hoành 14, mã 23 này em cũng xin giao luôn giá là 380.000. Cây đang sổ búp này quý cô chú anh chị em, 380.000 cho mã 23, phơm tàn gom. Tiếp thêm lên mã 24, một cây tím bướm mà mini siêu bông quý anh chị em, tím bướm và hồng lửa hai màu, kẹo búp hết trơn. Tán ngang cây này em đo là 45, chiều cao là 58, hoành là hoành 15, mã 24 này em xin giao lưu mức giá là 250.000. Cái gốc nó cũng hay chạy ngay quý của chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã 25, red visa, tím tuyết, trắng lửa, ba màu. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 47, hoành là hoành 9, mã 25 này em xin cho luôn mức giá là 220.000. 220.000 cho mã 25. Tiếp em lên cho mình mã 26. Tiếp tục là một cây ghép nhiều màu gồm có cam lửa, hồng gân, tím pháp, hồng tuyết, trắng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 50. Chiều cao là 1m08. Hoành là hoành 17, mã 26 này em xin giao lưu mức giá là 420.000. 420.000 cho mã 26. Cuối clip em lên cho mình mã 27. Tiếp tục là ruby tím lửa, hồng gân, cam lửa, tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 52. Chiều cao là 192, hoành là hoành 13, mã 27 này em xin giao lưu mức giá là 380.000. Đây nó có trắng malai nè, 280.000 cho 27. Và 27 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương tin tưởng và ủng hộ những clip vừa qua của em. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em đi nha.